Thịnh Nguyễn xin kính chào quý vị. Quý vị đang cùng với Thịnh Nguyễn ngắm nhìn một khu đô thị rất lớn và nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội. Đây là khu đô thị Royal City do tập đoàn Vinhome đầu tư, với kiến trúc của Đông Âu. Và trong khu vực của Royal City này thì quý vị thấy với một cái khu vực với những trung tâm thương mại, rồi những cái khu vực tầng hầm, cũng như cái đường trượt băng, cái sân băng để mà chơi được đánh giá là lớn nhất ở Việt Nam chúng ta hiện tại bây giờ. Đây, mời quý vị cùng ngắm nhìn. Và đây là con đường Nguyễn Trãi nằm ở thủ đô Hà Nội. Quý vị đang thấy một công trình cũng đem đến rất là nhiều cái sự quan tâm của người dân Việt Nam nói chung và người dân Hà Nội nói riêng. Đó chính là cái tuyến Metro 2A, hay còn gọi là tuyến Metro Cát Linh Hà Đông. Đây quý vị đang thấy, thì theo cái nhận định và cũng như những thông báo thì tuyến này sẽ bắt đầu chính thức chạy thử nghiệm vào tháng 10 năm 2018 này. Và đến cuối năm thì sẽ đưa vào hoạt động để giúp cho cái việc di chuyển của người dân Hà Nội sẽ được dễ dàng hơn. Về tổng chiều dài của cái tuyến đường Cát Linh Hà Đông này thì khoảng 13 km, và có khoảng 12 hay 13 ga gì đó. Đây là một cái ga mà quý vị đang nhìn thấy. Thường Nguyễn cũng đi dọc theo con đường này để đến một cái địa danh du lịch rất là nổi tiếng của khu vực Bắc Bộ, và hiện tại nó đã trực thuộc về thủ đô Hà Nội. Đó là khu vực Chùa Hương, hay còn gọi là Nam Thiên Đệ Nhất Động. Mời quý vị cùng với Thịnh Nguyễn ngắm nhìn đường phố Hà Nội, tuyến Metro Cát Linh Hà Đông, cũng như để đến được với khu vực của Chùa Hương. Dọc tuyến đường đi thì quý vị cũng thấy còn rất là nhiều công trình được xây dựng trước kia, một vài trường đại học đang xen, đó là những cái cao ốc, những cái building mới mọc lên của khu vực thủ đô, giúp cho cái quy hoạch tổng thể cũng như cái nhìn về một thủ đô Hà Nội đang phát triển rất nhiều quý vị nhé.
Thường Nguyễn xin cảm ơn quý vị đã theo dõi clip về khu vực Royal City, về cái tuyến metro Cát Linh Hà Đông cũng như con đường chạy dọc theo nó. Thường Nguyễn hy vọng sẽ chia sẻ được quý vị nhiều clip đẹp hơn về quê hương, về đất nước Việt Nam. Xin chúc quý vị có những cái giây phút thư giãn và chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh Thịnh Nguyễn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.